Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vườn dâu tây của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn vườn dâu tây. Đây là vườn dâu tây giống của mình đang tách ra ương để lên mầm, nhưng bỗng dưng là mình thấy là nó bị hình như là bị bệnh lấm. Các bạn thấy những tàu lá của nó rất cứng. Đây là mình đang bón thêm cái phân cho quấn những con cá mà mình mua, mình bón cho cây để thêm cái độ xốp và thêm cái độ đấy. Nhưng mà cái vườn này của mình thấy đang bị bệnh. Các bạn thấy là lá nó bị đen và cứng, các tàu lá nó bị tím lại, rất cứng lá, có lẽ là bị lấm hoặc là bị bệnh sâu, tím đen lá như thế này. Có bạn nào biết về phương pháp và thuốc điều trị hãy cho mình biết. Vườn này đang chia sẻ cho mình bệnh, xin cảm ơn. Đang phát triển rất tốt mà nó lại bị bệnh, mình chưa phát hiện ra bệnh gì, không biết có phải là do mưa và nắng thất thường không. Nhưng mà theo các bạn đây có phải bệnh sương mai không? Bón thêm các phân cá cho cây. Riêng chậu này của mình thì bị bệnh như vậy các bạn, nó tím, các tàu lá nó tím và cái lá bên mặt trên nó cũng bị tím, chậu lấm tím và nó cứng lại, phát triển rất chậm. Các ngó thì nó ra rất nhiều ngó, các bạn thấy nó ra rất nhiều ngó, nhưng mà cái cây chính của nó sẽ bị phát triển chậm lại, tàu lá nó xoăn cứng lại. Đấy, các bạn thấy cây giữa là lá nó xoăn cứng lại như vậy. Sang vườn bên này thì lại rất tốt các bạn, nên mình mới được trồng sang được khoảng một tháng. Nhưng riêng chậu này thì bắt đầu thấy có hiện tượng bị lấm bệnh, mình cho đây là một dạng lấm thôi, không phải nhận đỏ, và nên cũng không thấy có dày các bạn. So với độ ẩm của đất thì mình thấy cũng không độ ẩm rất tốt, chứ không phải là đến nỗi là ẩm ướt quá hoặc là khô quá. Nhưng có lẽ là khí hậu miền Bắc mưa nắng nó thất thường nên là cây nó bị lăng lấm, nó phát triển, mình đoán là do lấm thôi. Các bạn thấy con tàu lá nó đen. Ngó rất nhiều ngó các bạn. Lá đen cứng lại. Chậu bên này thì cũng bình thường, phát triển cũng bình thường, không ấy. Nhưng mà đây là những cây của mình ương ra, do khí hậu miền Bắc nó nắng nóng nhiều nên là mình phải ương nó thấp hơn cái chậu khoảng độ 10 phân. Sau này cây tốt thì mình sẽ lưng lên. Bạn thấy là này, cây này phát triển thì những cây này phát triển thì rất tốt. Số tàu héo các bạn. Chậu này phát triển rất bình thường, cây phát triển mạnh. Đấy, những cây này phát triển ngó phát triển rất tốt. Cây mới được hơn một tháng nhưng mà tốc độ phát triển rất tốt. Đấy, các bạn thấy này.
Rồi bạn nào biết về bệnh này hãy cho mình biết phương pháp điều trị.